Á hậu Philippines Christine Angelica Dacera có bị cưỡng hiếp, những lỗ hổng chưa được giải đáp. Christine Angelica Dacera, nữ tiếp viên hàng không kim Á hậu 23 tuổi, vừa tử vong vào ngày đầu năm mới sau khi tham gia bữa tiệc đón giao thừa cùng nhóm bạn, đang làm chấn động đất nước Philippines. Điều khiến vụ án nhận được sự quan tâm đông đảo của dư luận, vì cảnh sát ban đầu thông báo rằng cô có dấu hiệu bị cưỡng hiếp và có 11 nghi phạm liên quan đến vụ việc. Ngay lập tức, danh tính và hình ảnh của các nghi phạm đã được tìm ra và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Dù chưa có kết luận chính thức cuối cùng về nguyên nhân gây ra cái chết của nữ tiếp viên hàng không, nhưng 11 nghi phạm bỗng chốc trở thành tội đồ trong mắt nhiều người. Trước bão dư luận, một số nghi phạm đã lên tiếng phân trần, khẳng định họ và nạn nhân đều là bạn bè tốt của nhau. Christine Dacera giống như người thân trong gia đình của họ. Thậm chí, một số nghi phạm cũng đã đánh tiếng về việc mình là người thuộc cộng đồng LGBT. Điều mọi người quan tâm nhất hiện nay là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Christine Dacera có phải là bị cưỡng hiếp tập thể và giết chết hay không? Những lỗ hổng chưa giải đáp. Đầu tiên là việc cảnh sát vẫn chưa thể thu thập lời khai của phần lớn những người có mặt trong buổi tiệc. Ngoài ra, lỗ hổng lớn nhất vẫn là việc không ai có thể giải thích tại sao Christine vào được bồn tắm. Câu hỏi khác đơn giản hơn từ gia đình nạn nhân cũng chưa thể có lời giải. Chuyện gì đã xảy ra với Christine kể từ khi gọi về nhà cho đến lúc cô được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh? Để giải đáp những câu hỏi này, giám đốc PNP Diboshita hôm 5 tháng 1 đã đe dọa sẽ truy tìm những nghi phạm chưa chịu ra trình diện. Dẫu vậy, họ vẫn chưa đủ cơ sở để ban hành lệnh truy nã. 3 nghi phạm được trả tự do. Ngày 6 tháng 1, Văn phòng Tố tụng Makati đã yêu cầu thả 3 nghi phạm bị tạm giữ: John Bacios Dela Sena, John Mel Daluro Galido và John Barrios Halili. Vụ việc được chuyển lại cho phía cảnh sát để tiếp tục điều tra. Vào ngày 6 tháng 1, truyền thông địa phương đã tiếp tục đăng tải những hình ảnh cuối cùng của cô Christine Dacera trong khách sạn với nhóm bạn. Trước đó, một số hình ảnh cho thấy cô vui đùa cùng một nhóm người đàn ông bên ngoài hành lang khách sạn. Đoạn clip mới nhất được chia sẻ cho thấy Christine Dacera đi theo một người đàn ông và sau đó cả hai hôn nhau đắm đuối. Một đoạn cắt khác từ CCTV ghi lại hình ảnh Christine Dacera trong tình trạng bất tỉnh, cơ thể cứng đờ, được một người đàn ông đưa ra từ một căn phòng. Tất cả đều diễn ra vào rạng sáng ngày 1 tháng 1. Vào trưa cùng ngày, nữ tiếp viên hàng không được tìm thấy không phản ứng gì trong bồn tắm khách sạn và tử vong khi được đưa đến bệnh viện. Trước đó, theo danh sách cung cấp từ cảnh sát quốc gia, Christine Dacera là thành viên nữ duy nhất. 11 người còn lại đều là nam giới trong bữa tiệc đón giao thừa. Còn luật sư Bridget Reyes, đồng thời là người phát ngôn của gia đình Dacera, cho biết buổi tiệc đêm hôm đó có cả những người đàn ông khác đến từ phòng 2207 liền kề. Do đó, nhiều người suy đoán rằng ngoài 11 nghi phạm có liên quan thì còn những người đàn ông khác chưa lộ diện. Trong khi đó, mới đây cộng đồng mạng Philippines đã lan truyền hình ảnh được cho là bản sao kết quả kiểm tra pháp y chính thức, cho thấy nạn nhân tử vong do bị sốc thuốc, vỡ phình động mạch chủ. Không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp và dấu vết tinh dịch tìm được là do cô đã quan hệ tình dục với người khác trước khi tham gia buổi tiệc và nhóm bạn tại khách sạn. Lý do vì sao động mạch của Christine vỡ vẫn còn chưa được làm rõ. Cảnh sát hiện cũng có rất ít bằng chứng về việc liệu cô có bị chuốc thuốc hoặc bị lạm dụng hay không. Cũng theo lời đại tá Diboshita, có thông tin cho biết trong bữa tiệc khi ấy, Christine đã chia sẻ với bạn của mình rằng cô nghi một người đàn ông trong nhóm đã cho thứ gì đó vào rượu khiến cô cảm thấy không ổn. Rất nhiều người đã tin rằng Christine Dacera không hề bị cưỡng hiếp tập thể như những thông tin trước đó được đưa ra. Tuy nhiên, đại tá Haro Deepushita, cảnh sát trưởng Makati đã phủ nhận về tính xác thực của bản sao trên. Deepushita cho biết, "Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ báo cáo pháp y chính thức nào trước công chúng. Đó là tài liệu được bảo mật và không ai có thể nhận được bản sao này." Trước đó, đại diện cảnh sát quốc gia Philippines BNP hôm 5 tháng 1 vừa tuyên bố vụ nữ án tiếp viên hàng không kim Á hậu Christine Angelica Dacera tử vong tại khách sạn thành phố Makati, Manila, Philippines sau buổi tiệc đêm giao thừa đã được giải quyết. Nguyên nhân đằng sau tuyên bố này là vì các nghi phạm đã được xác định dù chưa bắt được toàn bộ. Dẫu vậy, trong công chúng vẫn đang xuất hiện những hoài nghi về các điểm bất thường đằng sau cái chết của Christine. Đầu tiên là về việc cảnh sát đã công bố các thông tin thiếu hoàn thiện về vụ án, sau khi vội vàng xác định Dacera là nạn nhân của hiếp dâm và ngộ sát. Sau khi bắt giữ 3 nghi phạm, vụ án nhanh chóng được tuyên bố đã phá giải và đóng án mà không có động thái điều tra kế tiếp về những điểm nghi vấn. Đêm cuối cùng của Christine. Theo báo cáo điều tra ban đầu của cảnh sát, Christine Dacera xuất hiện công khai lần cuối vào ngày 31 tháng 12, bước vào khách sạn City Garden Hotel tại thành phố Makati cùng 3 người bạn. Cả ba sau đó được cảnh sát xác nhận là người đồng tính, đồng thời cho biết họ đã ở cùng Christine tại căn phòng số 2209. Khi buổi tiệc mừng giao thừa bắt đầu, đã có thêm người đàn ông nữa tham gia, với tư cách là bạn của một số người trong nhóm. Ngày 5 tháng 1, cảnh sát xác nhận có 9 người đã tới, nâng tổng số nam giới ở cùng phòng với Christie thời điểm ấy lên ít nhất là 12. Theo The Gourmet chia sẻ, anh chưa từng gặp những người vào phòng khi đó. Anh cũng nhận định những người này dường như lớn tuổi hơn nhóm của anh và trông có vẻ cũng là người đồng tính. Bridget, luật sư và cũng là người phát ngôn cho gia đình nạn nhân cho biết, Christine đã gọi điện về cho gia đình vào lúc 12:30 ngày 1 tháng 1, sau đó không có bất kỳ phản hồi nào khác nữa. Tromel Gallida, một người bạn của Christine tỉnh dậy và thấy cô đang ngủ trong bồn tắm. Anh sau đó lấy chăn phủ lên người cô để giữ ấm, rồi quay trở lại ngủ tiếp. Tới buổi trưa, Gallida tỉnh lại và phát hiện toàn thân Christine đã tái xanh. Anh vội gọi Jurgenmen và Delaserna tới giúp đỡ. Trong buổi phỏng vấn ngày 5 tháng 1, Jurgenmen cho biết khi anh tới nơi, Christine đã không còn thở, không thể nghe thấy nhịp tim. Tuy nhiên, cơ thể của cô vẫn còn ấm khi họ đưa cô ra khỏi bồn tắm. Cả ba tiến hành quá trình hô hấp nhân tạo cho Christine nhưng không có phản ứng. Sau khi gọi cấp cứu nhưng không có hồi đáp, họ đưa cô đến bệnh viện Makati. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi. Nhóm nam giới còn lại đã biến mất sau thời điểm này. Theo lời đại tá Haro Deepushita, cảnh sát trưởng sở cảnh sát Makati hôm 5 tháng 1, họ nhận được thông tin về cái chết của Christie vào lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 1. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 3 người có mặt tại hiện trường, nhưng một người đã tự động lén rời đi, sau đó một người khác đã chủ động ra trình diện. Cảnh sát thông báo sự việc với truyền thông vào ngày 3 tháng 1, tức 2 ngày sau khi xảy ra thảm kịch. Lúc này, giới điều tra vẫn chưa công bố liệu có hành vi phạm tội nào hay không. Họ cũng chưa xác định đây là một vụ cưỡng hiếp hay ngộ sát. Tuy nhiên, cảnh sát có lưu ý về khả năng xảy ra hiếp dâm, thậm chí là hiếp dâm tập thể, dựa trên các vết bầm tím và thương tổn trên chân của Christine. Nhưng cho biết, cần phải chờ đợi kết quả giám định mới có kết luận chính xác. Đến ngày 4 tháng 1, cảnh sát chính tuyên bố đây là một vụ hiếp dâm, ngộ sát, thậm chí có thể là giết người. Tội danh này được gán cho 11 nghi phạm được xác định đã ở cùng Christine vào đêm giao thừa, bao gồm cả 3 người bạn của cô.